Hello mọi người đã quay trở lại với channel Thế Giới Đồ Câu. Và trong cái series mồi hôm nay á, thì Thế Giới Đồ Câu giới thiệu cho các bạn con mồi mềm câu cá, mồi mềm x.bi của Thái Lan ha. Tiếng Thái thì cũng đọc cũng hơi khó, là Ben Pháp Giai. Đó, đây là cái trên tay mình đây, đó chính là cái con mồi này. Con này thì câu cá gì? Con này thì là câu cá lóc mọi người ha. Ở nước ngoài thì có thể câu được thêm các con như là cá bát nữa. Cá bát thì nó miệng nó vô to và những con mà nhảy trên mặt nước thì nó đớp hết. Bây giờ mình lấy cho các bạn thử xem ha. Ok. Đây. Đây là con mồi x.bi. Đó mọi người ha. Thế như là một con ếch mềm vậy đấy. Ếch này, ếch mà đó. Cá thì nó táp vào đây này. Thì là dính lưỡi này ha. Đó, táp vào dính lưỡi ha. Bây giờ mình sẽ cho mọi người xem con này bên trong này. Đó thì nó có cái thìa phía sau này này. Thìa phía sau này làm gì? Thế sau là để mà khi nó bơi dưới nước thì cái này nó tạo ra xoáy nước này. Và nó khá là dày ấy, cao su này thì cao su 2 lớp trở lên. Thế tí nữa giờ mình cho con này xuống nước cho các bạn xem luôn ha. Xem nó có action như thế nào. Ok, let's go. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của Thế Giới Đồ Câu. Và mọi người hãy đăng ký kênh và nhớ đặt những câu hỏi bên dưới để chúng tôi có thể được tư vấn cho mọi người ha. Thank you và chào tạm biệt tất cả mọi người.